Chào toàn thể anh em nhé. Mình vừa đi thực tế về máy 16 sò 2 xe đường không Nhật nhé. Đấy, cá nhau, cá chê, cá chép luôn chảnh nhé, nổi rất đẹp luôn. Đấy, đây là máy mình vừa đi đánh về đây. Đấy, máy vừa đánh bộ và vừa có thể đánh thuyền nhỏ được nhé. Anh em nào cần máy thì lại mình. Xin chào tất cả anh em. Xin chào toàn thể mọi người nhé. Nay cái cá Nam Định em thì giới thiệu các bác dòng máy Vũ Binh có đánh thuyền nhỏ nhé. Máy 16 sò Sina 00 Toshiba Nhật. Bây giờ em test thực tế cho các bác cùng xem nhé. Ok mọi người nhé. Ủa, rô mọi người nhé, rô rất to nhé. À, chết này. Máy này có thể đánh vừa bộ vừa thuyền mọi người nhé. Có thể đánh thuyền nhỏ ok rồi. Máy 16 sò Sena 00 thuyền nhỏ to nhé. Ủa bật thì công tắc nó chung rồi này. Công tắc lên đi anh. Bật lên. Đâu bật lên à? Đấy, các em bật lên rồi. Mọi người nhé, bấm chung rồi Luffy chết nhá. Không phải chạy đâu. Thôi mọi người này, cực kỳ nhá. To nhá. Mọi người cần thì nắm thế nhỉ? Máy nha em nhá. Nó dồn mọi người ạ, nó dồn này. Nó chạy chạy từ đầu xuống đấy. Nó phi to. Chàng có đây mỏi đầy. Ui ồ. Tất cả anh em nhé, nay em test thực tế con máy 16 sò hay xe nông không cho anh em cùng xem và tham khảo máy bên em nhé. Xin mời anh em cùng xem. Thì rất là nhỏ. Thì nhỏ.
Ui dồi ôi, sộp mọi người nhá, sộp này. Rất to luôn. Đang ở trong cái phi ra đấy. Nó chết thì mọi nha, sộp chê nhá. Cuối nổ đẹp nhá, đôi khi nổ đẹp nhá. Nhiều bác cứ hỏi là dòng máy này của em đánh cho đô phi chết thì cá trắng có nổ đẹp không? Chê cá chép đánh nhau đẹp không? Máy của em mà đánh tổng hợp các bác nhé, đô phi chê chép nhau nổ rất là đẹp luôn, lươn chạy đấy, đánh tức là đánh tổng hợp luôn. Đây người cứ khi càng to càng nhanh chết. Rất khỏe nhá. Máy này đánh bình 30 thì các bác nếu mà đánh bộ nhá, đánh đơn trạch thì tầm khoảng 5 giờ, đánh đô phi thì khoảng hơn 3 giờ. Đấy. Người nhá, khi này. Đấy, thuyền này chứ đánh bộ thì đơn giản, nhưng mà đánh thuyền đô phi rất ngon. Anh em tham khảo cái máy này nhé, anh em nhé, giá thì nó thôi vừa phải thôi các bạn, không đắt đâu. Gặp cho các bác đấy, đánh bộ đánh thuyền không nhỏ đây mọi người nhé, vũ khí chết như cả trắng đâu. Dòng máy này thì liên hệ em nhé. Giá bình dân bảo hành dài hạn. Yên tâm. Thank you.
chào các bác nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Đây, máy của mình. 16 sò nhé. ISC 500. Chào các bác nhé.